Phật. Thâm mạng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dâm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhị. Tu ti dâm bi thâm mạng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khăn xa ra nặng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng xa ra nặng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thâm mạng xa ra nặng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khang xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ xa ra na ca ha năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phàn tê và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi có những thứ mà dạ mi còn xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự sát sanh à, đinh na đa na về là mình đi có những thứ mà dạ mi còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê sumit cha cha ra quê ra mạnh y có bất thân sinh mạnh dạ mi còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra mạnh y có bất thân sinh mạnh dạ mi còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự nói dối sự ra mê rayaman chapamada hà nam quê ra mạnh y cáp lăng samad dạ mi còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Na ti ba ta về la ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về la ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mít cha cha ra quê Ramani sức kha ba đăng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê Ramani sức kha ba đăng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra yamat chấp ba ma đát tha na quê Ramani sức kha ba đăng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cối tánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ít ma ni ban cha sĩ ca bậc đà ni sa tu căn ca tua ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samarak phi tắc băng chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng nguyện dự hành theo chế độ trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê và chúng con xin vâng. Sì lệ na sô ca tinh doanh tị sì lệ na phô ca sâm bát đa an sì lệ na ni phô tinh doanh tị tà sâm an sì lăng vịt sô tha dê
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dữ giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai. Uttamang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng qua Uttamang. Bụt thể vô kha li tổ đồ sô bốt thô kha ma tui tăng ma măng. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thâm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thâm mê vô kha li tổ đô so thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng sang khanh cha đu vi thốt ta mang sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính nhân mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Qua tu sắp phẩm mẫn ga lăng rắc thanh tu sắp bệnh hệ qua tài sắp phẩm bụt đá hai nô pha quê nè sà đà sô thi phú anh tu tê phù tu sắp phẩm mẫn ga lăng rắc thanh tu sắp bệnh hệ qua tài sắp phẩm thâm ma nô pha quê nè sà đà sô thi phú anh tu tê phù tu sắp phẩm mẫn ga lăng rắc thanh tu sắp bệnh hệ qua tài sắp phẩm sân sá hai nô pha quê nè sà đà sô thi Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Soa thế là thô sức tổ Bruno Bồ Tát Sa Sa Ne Rô Gô sức tổ hội sa sắp bế nhà tí bì sa thá la tham. Sư vị tạo Bruna Ha Bồ Tát Sa Sa Ne A Rô Ga Sư vị tạo Hồi Sa Sa Bế Nha Tí Phi Tê A Tha La Tha. Sư vị tạo Bruna Ha Bồ Tát Sa Sa Ne A Rô Ga Sư vị tạo Hồ Tha Sa Ha Sa Bế Hị Nha Tí Phi. Cầu xin các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín cõi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. A ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mát ti ca. Bụn nhăn nô nô mô đàn tu chi lăng rắc khanh tu sa sa năng. Aka sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhăn nô nô mô đàn tu chi lăng rắc khanh tu nô ga ru. Aka sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhăn nô nô mô đàn tu chi lăng rắc khanh tu nhà ta vô. Aka sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhăn nô nô mô đàn tu chi lăng rắc khanh tu ba ni nô. Aka sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhăn nô nô mô đàn tu chi lăng rắc khanh tu nô sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thấm mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều. Đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu tu hành, tinh tận ngộ hậu vô sanh.
Yang kinh chi cô sa la ca mang cắt tắp bằng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su la tăng ca tăng ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta san ni no ca tăng bu nha pha lăng mây an sa bê pha ri pha wan tu te ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng buồn nhã pha lăng ma ya ye chất ta tha na cha nam ti đề hoa gan toa ni quê đã dâm sắp bề lô cầm hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bề la phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành cho thân khẩu ý tu hành, vậy nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đã lợi thọ nhạc, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng. Đến hầu mạch ngay có người làm phước được hài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhang a sa quá khá gia quá hàng hồ túc. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là một nghiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bái tâm bảo và thọ trì quý giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới đến đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã lắng tâm thành tịnh cùng với con để bài tam bảo và thọ trì ngũ giới ạ. Và phước báo trong sạch nào mà con được tạo ra được trong ngày hôm nay thì con cũng kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Và con mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị đều được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tự Phụ Gotama. Hôm nay con xin sám hối với Ngài là hôm lần trước, ngày thứ năm lần trước đó, con rời room sớm mà con chưa có tắt máy, thành thử ra là Ngài kêu con lên chia sẻ về cái câu pháp cú kỳ rồi đó. Thì con đã đi rồi. Rồi khi cuối ngày bữa thứ năm nó con về con bật máy lại thì con nghe là Ngài kêu con, lúc đó thì con đã đi rồi, là con xin sám hối là từ rày nếu con có đi thì con xin tắt máy để Ngài biết là con đã đi rồi. Dạ con xin sám hối với Ngài. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Sa thú Shikmita. Shikmita ở đây có hai nick. Một nick là Meta 20, một nick là Meta 22. Alo, Shikmita có nghe rõ không ạ? Alo, Shikmita nghe rõ không? Hai nick thì cái nick Meta 22 á, có để với chồng
Chính cái quế câm này nó làm cho một số quý vị mà sử dụng điện thoại á, bị che cái màn hình. À, chiếc Meta 22 á, có thể tắt quế câm hả? Bởi vì một số quý vị sử dụng điện thoại á, thấy bị che mất cái màn hình. Rồi. Ồ, nó tắt cái quế câm chứ đâu phải tắt luôn cả cái nick. Rồi, không sao không sao. Rồi, như vậy là thấy chắc là các vị khác sử dụng điện thoại có thể thấy rõ ha, màn hình có thể rộng hơn ha. Rồi. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 143. À, trước tiên, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. À, kính chào cô tu nữ Như Pháp. Kính chào Chư Thiện Nam Tín Nữ. À, trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương An Đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si ở rằng ta thà gá tô lù có ta mù thóc với gá rù hữu chịt ta cô lù cá sá sá thà chá lá đầm mắc phù quý đồ vành đà mắc hành tầng ná ra phù chá này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trở trăng tôi thân giáo chủ trí năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ viết tá sa sa tu nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca rù cô sắp bành nhu bút thấp bát đi phù tí sanh nhá tô hoành đà má hành tăng nã ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với những ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gắt ta sơ xà gắt cô sơ xà số cà mô quá rất thầm bá sích khá cô niên đà bá sân xà đi hát na đá rù quá rù hoành đà má hình cần đá rắc phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ tiểu pháp phàm nhãn ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra thành nát tế nha tề chê nát xích tha mê ê tu quá tha nàng ta xà bí à nú phà quê nát xa hát xà dê nát xích trà tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Quần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn lên màn hình ha. Hi ri ni se tho pu ri so. Hi ri ni se tho pu ri so. Hi ri ni se tho pu ri so. Bây giờ qua câu số 2 ha. Cô chí lô ca minh quy cha tí. Cô chí lô ca minh quy cha tí. Cô chí lô ca minh quy cha tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2. Hi ri ni se nhà hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca minh quy cha ti. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca minh quy cha ti. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca minh quy cha ti. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4. Vô nên đăng áp bác bác bồ thề tí. Vô nên đăng áp bác bồ thề tí. Vô nên đăng áp bác bồ thề tí. Và câu cuối cùng. As
so pat ro kasa miwa aso pat ro kasa miwa aso pat ro kasa miwa. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Yo ninh đăng áp bác bồ thề tí át sô phát rô ca sa mi quá. Yo ninh đăng áp bác bồ thề tí át sô phát rô ca sa mi quá. Yo ninh đăng áp bác bồ thề tí át sô phát rô ca sa mi quá. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti yo nên đăng a ba bồ thề ti a so phan rô ca sa mi quá. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti yo nên đăng a ba bồ thề ti a so phan rô ca sa mi quá. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti yo nên đăng a ba bồ thề ti a so phan rô ca sa mi quá. Bài này cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên quý vị tùy theo hơi sức của mình mà đọc, nhưng mà nếu có dừng lại thì nên dừng nơi trường âm ha, đừng có dừng nơi đoạn âm, dừng lại đọc lại một lần nữa. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti yo nin đăng a pa po te ti a so phan ro ca sa mi quá. Đó là giọng kinh ha. Còn giọng kệ một câu tám tự chúng ta chia làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Hi ri ni se tho hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti hiền yo nin đăng a ba bồ thề ti hiền a so phan tro ca sa mi quá. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min chi quy cha ti hiền yo nin đăng a ba bồ thề ti hiền a so phan tro ca sa mi quá. Thêm lần nữa. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min quy cha ti hiền yo nin đăng a ba bồ thề ti hiền a so phan tro ca sa mi quá. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như người hiền tránh rồi. Rồi xin mời sĩ Meta sĩ Kim. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng quý chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 143. Hi ri ni se tho. Dạ, con đọc lại nó nhảy lên.
hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cắt mình vịt chất ti vô nịnh đăng á ba bồ thề tí ác sô phát rô ca sa mi wa. Dạ, con xin phân tích hí đoạn âm, ri trường âm thông thường, ní đoạn âm, xê thô hai trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sô cô hai trường âm thông thường, chí đoạn âm, lô trường âm thông thường, cách trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cắt minh quýt chá tí. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Vô trường âm thông thường, ninh trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bá là hai đoạn âm, bô thê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, át trường âm nhấn, sô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, mí quá hai đoạn âm, vô ninh đăng á ba bồ thề tí át sô phát rô ca sa mi wa. Dạ, con xin đọc lại từ đầu. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cat min wit cha ti so nin đăng a ba bo the ti at so phat ro ca sa mi wa. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cat mình vịt cha ti sô nình đăng á ba bồ thề ti át sô phát rô ca sa mi quá. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn, tự chế biết tránh né chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cat minh vịt cha ti yo ninh đăng a ba bo the ti at so phat ro ca sa mi wa. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ. quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không? Xin cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Hồng Mai và cô Mét Trà để cho âm thanh biết rõ. Sư có nghe con rõ không sư? Dạ, cảm ơn sư Phước Thạnh. Dạ, vậy ba người nghe vậy là rõ, đủ rồi. Trời ơi, con hỏi sư có nghe con rõ không? Sư phốt bài lên. À, con cảm ơn sư. Dạ, con xin bắt đầu trả bài à. Tại vì con nghe cô Mít Tạ trả bài á, có nhiều chữ con không nghe, nó giống như cắt vậy đó, không có nghe. Thành ra con không biết đường truyền của con bị trục trặc hay đường truyền của cổ bị trục trặc. Nhưng mà giờ con thấy tín hiệu là đã nghe rõ, như vậy chắc không có vấn đề ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 143. Hi ri ni se tho phu ri so ko chi lo khat min vit cha ti yo nin dang a pa bo the ti a so pa ro ka sa mi wa. Hi ri ni se tho phu ri so ko chi lo khat min vit cha ti yo nin dang a pa bo the ti a so pa ro ka sa mi wa. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Hí đoạn âm, ri trường âm thông thường, ní đoạn âm, xê thô hai trường âm thông thường,
bú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường. Phân tích câu số 2, cô trường âm thông thường, chí đoạn âm, lô trường âm thông thường, khát trường âm nhắn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khi vì ni xe thô phu đi sô khô chi lô khát nghiền quýt chá tí dô nên đăng áp ba bồ thề tí á sô phá rô khá xà mi quá. Phân tích câu số 3, dô trường âm thông thường, nên trường âm ngắn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bá hai đoạn âm, bồ thề hai đoạn âm, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, át trường âm ngắn, xô trường âm thông thường, thá đoạn âm, cro rô dro trường âm thông thường. Không biết con đọc này rô, con nghe sẽ đọc là rô nhưng mà nó có chữ d phía trước, có đọc là rô không thử. Ok, phân tích câu số 4 lại. Áp trường âm ngắn, xô trường âm thông thường, thá đoạn âm, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, xa trường âm thông thường, ní quá hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Yo nin dang apa vo te ti aso paro kasa miwa. Hi ri ni se to kuriso ko hi lo khat nien wit chati do nin dang apa vo te ti aso paro kasa miwa. Đọc lại lần nữa. Hi ri ni se to kuriso ko hi lo khat nien wit chati do nin dang apa vo te ti aso paro kasa miwa. Hi ri ni se to pu ri so ko chi lo ka min wit cha te yo nin dang ap ba bo te ti a so pa ro ka sa mi wa. Hi ri ni se to pu ri so ko chi lo ka min wit cha te yo nin dang ap ba bo te ti a so pa ro ka sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc con có bị sai lầm lỗi gì, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng cho biết để chỉ dạy để con sửa lại. Và con xin cảm ơn cô Hồng Mai, cô Mết Trà cho bông ta. Rồi chỉ có người vỗ tay vỗ chân à, không thấy sư cho bông qua gì giáo trội. Không sao, khi đi nghỉ mệt rồi. Dạ con xin cảm ơn và nhìn và nhường mic lại cho người khác, hình như cô Hồng Mai phải không? Nếu không phải thì người khác ha. Dạ con xin chúc quý vị được may mắn và vui vẻ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha. À, sư Hồng Mai chờ một chút. À, câu cuối cùng. Astro Astro Phát Đờ Rô Phát Đờ Rô, nhưng mà đọc nhanh Phát Rô ha. Thì đây là một trường âm nhấn. Chữ Phát Rô này do từ phát đá, nhưng mà ở đây một cái lối viết mà giống như ảnh hưởng của Sanskrit. Chị này chúng ta thấy chữ phát đá là hiền thiện, là tốt đẹp. Nhưng mà ở đây thì phát rô, nhưng mà đọc nhanh là phát rô ha. Phát rô giống phải phá. Nếu mà đọc phá đó là đoán âm. Thì đây là những cái trường hợp đặc biệt của trường âm nhấn chứ không phải là đoán âm ha. Sư Kim chú ý lại, khi nãy Sư Meta đã đọc mà không chịu chú ý. Sư Meta đã đọc chính xác, nhưng mà đúng rồi, chữ phát đá chứ không phải phát tá. À, người đệ tử cuối cùng
của Đức Phật, đó là Su Phát Đà. Thì đó là cái người đệ tử cuối cùng, thì chữ Phát Đá là hiền thiện, là tốt đẹp, thì được dịch là ở đây nè, như ngựa hiền tránh roi, ngựa hiền Aso Asa là con ngựa nè, Phát Rô là hiền thiện này, người ta dịch là ngựa hiền. Không nghe rõ. Âm thanh không nghe rõ ha. Rồi thôi, bây giờ không nghe rõ thì thôi. Mời Sĩ Hồng Mai. Alo, Sĩ Hồng Mai tiếp tục ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 143. Hiri ni se tho pu ri so ko chi lo kas nin vit cha ti yo nin dang a pa po te ti as so phat to kas sa mi wa mi wa. Dạ, con xin sám hối, con đọc lại câu số 4. Aso fatro kasa miwa. Con đọc lại. Hiri ni se to puri so ko chi lo kas min vichati yo nin dang apapo te ti as so fatro kasa miwa. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hi đoạn âm, ri trường âm thông thường, ni đoạn âm, se tho hai trường âm thông thường, pú rí hai đoạn âm, so trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, chí đoạn âm, lô trường âm thông thường, cas trường âm nhấn, nhưng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Hiri ni se tho puri so ko chi lo kas min vichati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Vô trường âm thông thường, nhân trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phá hai đoạn âm, bô hê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, so trường âm thông thường, trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, ní quá hai đoạn âm, vô nin đăng áp pháp vô thề ti át so phát rô ca sa mi quá. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 143. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca nin vích cha ti yo nin đăng áp pháp vô thề ti ác so phát rô ca sa mi hoa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Hiri ni se tho vu ri so ko chi lo ka nin nin cha te yo nin dang a pa pu thi ti a so fa tro ka sa ni wa hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ka nin nin cha te yo nin dang a pa pu thi ti a so fa tro ka sa ni wa. Thì con đã đọc, phân tích và kể xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chứng sửa giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc câu pháp cú số 143 ngày hôm nay ạ.
Hiri nise tho buriso ko chi lo kasmin wit kasmin wit chati yo nin dang apapo te ti aso fatro kasa miwa. Hiri nise tho buriso ko chi lo kasmin wit chati yo nin dang apapo te ti aso fatro kasa miwa. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Hiri nise tho puriso ko chi lo kasmin vichati. Hi là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, se, ho là hai trường âm thông thường, bu, ri là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, ko là trường âm thông thường, chi là đoạn âm, lo là trường âm thông thường, cas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quit là trường âm nhấn, chati là hai đoạn âm. Hiri nise tho puriso ko chi lo cas min quit chati. Và câu số 3 và câu số 4. Yo nin dang apapo te ti aso fatro kasa miwa. Yo là trường âm thông thường, nin là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, bá là hai đoạn âm, bô, thê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, so là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, mi quá là hai đoạn âm. Yo nin dang ababo te ti aso fat ro kasa mi wa. Dạ con xin đọc lại ạ. Hiri nise tho puriso ko chi lo kas min wit chati yo nin dang ababo te ti aso fat ro kasa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiri nise tho buriso ko chi lo kas min vit chati. Yon nin dang a ba bo the ti a so phat ro kasa mi wa. Hiri nise tho buriso ko chi lo kas min vit chati. Yon nin dang a ba bo the ti a so phat ro kasa mi wa. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Đức Tam Bảo, nhà con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, và xin kính chào với đạo hữu trên đạo tràng. Dạ con xin câu kinh Pháp Cú số 143. Để con mở ánh sáng lên. Hi ti ni se tho bu ti so ko chi lo ka min vit cha ti yo nen dang a po
ba phù đề ti a so pha đồ ca sa mi hòa hi đi ni se thọ bồ đề so cô chi đồ ca minh viết cha ti yo nin đằng a ba phù đề ti a so pha đồ ca sa mi hòa. Và con sẽ phân tích câu 1, câu 2. Hí là đoạn âm, ri trường âm thông thường, ní đoạn âm, xê thô hai trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, chí đoạn âm, lô trường âm thông thường, cát trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, hi đi ni sô hi đi ni sê thô bú đi sô cô chi lô cát mình quýt chá tí. Và con phân tích câu 3, câu 4. Vô trường âm thông thường, nên trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bá hai đoạn âm, u thê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, át trường âm nhấn, xô trường âm thông thường, hoắt trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, xa trường âm thông thường, mí quá hai đoạn âm, vô nin đăng áp pháp bồ đề thề ti ác sô đồ ca sa mít hòa. Và con đọc lại nguyên câu. Hi trì ni sê thô bú đi sô bồ chí lô ca mình huyết cha ti vô nin đăng áp pháp bồ thề ti ác sô pháp đồ ca sa mít hòa. Thật khó tìm ở đời, biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi là hòa thượng. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Hi đi ni xê thô bù đi sô cô chi lô cánh miền viết cha tiền vô niên đăng á bạc hồ thề tì ảnh sô phận rô ca xa mi hòa. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý cô quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu cùng đọc tràng chỗ sai cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin dân mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Alo, alo, 1234, 1234. Anh Đạo Tràng có nghe âm thanh của Tự Duyên rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn Hành Kiểm, cảm ơn Hồng Mai, dạ cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, tự nhiên không thấy bài học, không biết là có vị nào post bài được cho dùm tự nhiên để tự nhiên đọc ạ. Nãy giờ vào mà không thấy bài học. Không biết là cái máy của tự nhiên như thế nào mà Hồng Mai hay là Giang Nhật Hạ post bài dùm tự nhiên được không ạ? Có vị nào thấy bài học? Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bây giờ Tự Yên xin đọc câu pháp cú số 143. Hi ri ni so, hi ri
Hiri nise to buriso ku chilo kasmin vichati yonindang apapo te ti aso takro kasami wa. Ờ, đúng rồi. Dạ, bây giờ tự nhiên xin phân tích. Hí, đoạn âm. Ri, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Sê, thô, hai trường âm thông thường. Bú, rí, hai đoạn âm. Sô, trường âm thông thường. Đoạn hai. Cô, trường âm thông thường. Chí, đoạn âm. Lô, trường âm thông thường. Cát, trường âm nhấn. Minh, trường âm giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Chá, tí. Chữ quý này, trường âm nhấn hay là trường hay là đoạn âm? Tại vì tí em cũng quên cái chữ này. Quý hình như là có cái chữ gì kế nữa là chắc trường âm nhấn quá. Trường âm nhấn. Chá tí, hai đoạn âm. Đoạn ba. Vô, trường âm thông thường. Ninh, trường âm nhấn. Đăng, trường âm giọng nguyên âm. Á, bá, hai đoạn âm. Bô, trường âm thông thường. Thê, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Đoạn 4. Ác, trường âm nhấn. Xô, trường âm thông thường. Phát, trường âm nhấn. Rô, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Sa, trường âm thông thường. Mí, quá, hai đoạn âm. Hiri ni se to buri so ko chi lo kas min kui chati yo ning dang apapo te ti as so fat ro kasami wa. Bây giờ tự nhiên xin kể. Hiri ni se to buri so ko chi lo kas min chi wa ti vi cha ti yo nin dang a pa po te ti aso pa ro ka sa mi wa. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo ka min gui cha ti yo nin dang a pa po te ti a so ta ro ka sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Phở thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, bài này có nhiều đoạn âm cho nên là nãy giờ vô mà cũng không thấy bài, cho nên là đọc nó cũng không được trôi. Dạ, nếu mà có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên xin kính mời vị tiếp tục. Không biết còn vị nào nữa. Cái gì ạ? Trường âm nhấn. Dạ, cảm ơn Văn Nhật Hạ. Quýt là trường âm nhấn. Đúng rồi. Tự nhiên nhớ vậy á. Vì có hai cái chữ kế nhau. Và bây giờ tự nhiên xin mời vị kế tiếp. Tự nhiên xin xuống mít ạ. Alo, dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng.
Dạ, cảm ơn cô Metta, cô Hồng Mai và cô tu nữ Tệ Duyên cho con biết tín hiệu của bạn. Dạ, sau đây con xin đọc kinh Pháp Cú 143. Hí ri ni sê thô pú ri sô kô chí lô ká min vi chắc tí yô min đăng áp bác vô thích tí át sô bác vô ká sa mi quá. Hí ri ni sê thô pú ri sô kô chí lô ká min vi chắc tí yô min đăng áp bác vô thích tí át sô bác vô ká sa mi quá. Dạ, con xin phân tích là hí là trường âm, là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, ní đoạn âm, sê thô là hai trường âm thông thường, pú rí là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cô là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, khát là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, quýt là trường âm nhấn, trá, tí là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ninh là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, á, phá là trường âm, là đoạn âm, là hai đoạn âm, bô là trường âm thông thường, the trường âm thông thường, dạ, tí là đoạn âm, as là trường su là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, ca là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, mí là quá là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại nào. Hí ri ni sê thô pú ri sô kô chí lô ká min vi chắc tí yonin đăng áp bác bồ thê tí hát sô phát rô ca sa mi quá. Xin đọc kệ ạ. Hê rê ni sê thô pú rê sô cô chí lô ká min quy chắc tí yonin đăng áp bác bồ thê tí hát sô phát rô ca sa mi quá. Dạ, con xin hết. Xin trả mít lại, mời quý kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, xin cô Như Quang hay là vị nào trong room đưa dùm bài học lên. Sư Trí Đức chưa có thấy được bài học ạ. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 143. Hiri nise tho pudiso ko chilo kasmin vicchati yonin dang Apapo thề tí aso phatro kasa miwa miwa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ ạ. Hiri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo ning dang a pa po the ti a so fra ro ka sa mi qua hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo ning dang a pa po the ti a so fra ro ka sa mi qua Hiri ni se tho puriso ko chi lo kasmin vichati yo ning dang apapo the ti aso phat kro kasami wa. Dạ con xin hết ạ, con xin người mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính mời quý vị đọc tiếp ạ. Dạ, mến chào Tina mới về vào room. Tina có đọc bài được không ạ? Dạ, kính mời. Đánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đánh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ.
câu pháp cú số 143. Hiri nise to puriso kotchilo kasmin vichati yo nindang apapo te ti asu tro kasa mi wa. Hiri nise to puriso kotchilo kasmin vichati yo nindang apapo te ti asu fa tro kasa mi wa. Con xin phân tích câu 1 và 2. Hiri ni se to puriso kotchilo kasmin vichati. Hí đoạn âm ri trường âm thông thường, ni đoạn âm se trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, phú đoạn âm ri đoạn âm so trường âm thông thường, kot trường âm thông trường âm thông thường, trí đoạn âm lô trường âm thông thường, cast trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, which trường âm nhấn, chá đoạn âm, tí đoạn âm. Hiri nise to puriso kotchilo kasmin vichati. Câu 3 và 4. Yo nindang apapo te ti aso fatro kasami wa. Yo trường âm thông thường, nin trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, bá đoạn âm, pô trường âm thông thường, thê trường âm thông thường, tí đoạn âm, s trường âm nhẫn, xô trường âm thông thường, phá đoạn âm, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, mí đoạn âm, quá đoạn âm. Yô nin đăng apa po thê thi s xô phá rô ca sa mi quá. Hiri ni se to puriso ko chi lo kas min vichati yo nin dang apapo te ti aso fatu kasa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thiện tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi của hòa thượng Thích Minh Châu. Hiri se to puriso kanchin lo kasmin vichati yo nindang apapo te ti anso phatro kasami wa. Hiri ni se to puriso còn chính lo khan min win cha ti yo nin đang a pháp bồ đề ti an so pha tru ca sa mi wa. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Hôm nay câu Phật ngôn 143, thời gian rất là nhiều. Bởi vì câu 144, hai câu mới đi vào duyên sự. Cho nên câu Phật ngôn này thời gian rất là rộng. Huynh Hành Pháp đã đọc chưa? Alo, Huynh Hành Pháp đã đọc chưa? À, qua cái giọng kể rồi ha. Rồi bây giờ Christina, hôm nay có giọng kể hơi lạ ha. À, Christina chú ý nè, đây là một câu 8 từ thì chúng ta chia ra 4 và cố gắng đọc một lần 2 câu thì cái giọng kể của chúng ta lên và xuống, âm thanh nghe nó dễ nghe. Alo, Christina chạy mất rồi. À, chờ một chút ha. Christina vô rồi sẽ hướng dẫn.
Yasitina, cái dòng kệ nè ha. Dòng kinh thì quý vị biết rồi. Hiri nise tho puri so ko chi lo kat ning vit chati yo nin dang apa bo the ti aso phat ro ka sa mi wa. Đó là dòng kinh ha. Còn bây giờ dòng kệ. À, chúng ta thấy cái dòng kinh đó, đọc liên tục. Bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, nên chúng ta không dừng lại nơi đoạn âm đó. Nhưng mà qua giọng kệ thì chúng ta có thể dừng lại nơi đoạn âm. Bởi vì kệ là một lần chúng ta đọc hai câu ha. À, Sitina chú ý nè, 8 từ thì chúng ta chia ra đọc 4 Hiri ni se tho puri so ko chi lo ka sin min win cha ti. Nhớ ha, bây giờ chúng ta chỉ cần đọc hai câu trước là hai câu sau chúng ta đọc được. Hiri ni se tho puri so ko chi lo ka sin min win cha ti. À quý vị đó, nhớ ha, câu lên câu xuống thì nó có một cái tông mà nghe một cái âm thanh nó cảm thấy rằng mình đọc mà nhẹ nhàng ha. À đọc lại á, Sikantina. Hirinise tho puri so ko chi lo ka sin min win cha ti. Yo nin dang a ba bo the ti an so pha tro ka sa mi wa. Hirinise tho puri so cô chi lô ca minh huynh cha tỷ vô nên đăng á bao bồ thề tỷ an sô phát tô ca sa mi hoa. Như vậy thì chúng ta phân bổ cái âm giọng nó đều và chúng ta cảm thấy dễ đọc. Còn Sitina đọc cái giọng cao đó, chính cái giọng cao đó mà chúng ta cảm thấy nó hơi chắc. Ở trong đạo tràng này, huynh Giang Nhật Hà là người mà đọc, quý vị nghe thấy rất là tuyệt vời ha, âm thanh rất là có nội lực. Vừa cái giọng kinh mà vừa cái giọng kệ cũng hay ha. Rồi bây giờ coi như huynh Hạnh Phước ha, mới đến với đạo tràng. Rồi mời huynh Hạnh Phước ha, chúng ta đọc trước một lần rồi huynh chú ý ha. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ka min wit cha ti. Yo nin dang apa bo the ti aso phat ro ka sa mi wa. Đọc lại hơi bị vấp chỗ này. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ka min wit cha ti. Yo nin dang apa bo the ti aso phat ro ka sa mi wa. Rồi mời huynh ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin kính lạy Ngài Chí Đức. Con xin chào quý cô tu nữ. Con xin chào đạo tràng. Yeah. Con xin đọc câu Pháp Cú số 143. Hiri nisse to puriso ko chi lokas min vichati
vichati yo nin dang apaporo teri asso fato kasam miva hiri nise do puri so go chiklo kas ning vichati yo ning dang apato te di aso fato kasami va. Yes, con xin đọc lại thêm lần. Hirinisedo Uriso Gojiklo Kasmin Vichati Yonindang Afa Poteti Teti Aso Fato Kasamiva. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Hiri niseto uriso ko chi lokas min vichati. Dạ. Hi đoạn âm green trường âm thông thường, ni đoạn âm se to hai trường âm thông thường, uri hai đoạn âm, so trường âm thông thường, ko trường âm thông thường, chi đoạn âm, lô trường âm thông thường, cas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vit trường âm nhấn, cha ti hai đoạn âm. Con đọc lại câu 1, câu 2. Hiri nisse do puriso lo ko chi lo cas min vit cha ti. Dạ, con xin đọc và phân tích câu 3 và câu 4. Yo ning apapo te ti aso fato kasamiva. Yo trường âm thông thường, ning trường âm nhấn, đang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Appa hai đoạn âm. Po te hai trường âm thông thường, ti đoạn âm, as trường âm nhấn, so trường âm thông thường, fa đoạn âm, to trường âm thông thường, ka sa hai đoạn âm, ka sa mi va bốn đoạn âm. Dạ, con đọc lại câu 3 và câu 4. Yo ning dang apat po te ti aso fato kasamiva. Dạ, con xong xin đọc lại nguyên câu pháp cú 143. Hiri seto uriso kochi lokas min vichati yo ning dang apapo te ti aso fato kasamiva. Con xin đọc câu dịch ạ. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh lối như ngựa hiền tránh roi. Dạ, con đọc lại. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc câu kệ. Hiri nise to puriso poti lokas min vichati yoni dang apa poteri asofato kasamiva.
Hi ri ni se cho pu ri so po chi lo ka min min vi cha di yo ni dang a pa po the ri a so fa cho ka sa mi va. Dạ con xin hết ạ. Trong khi con đọc thì có chỗ nào sai nhiều, dạ xin ngài Chí Đức viết cô tu nữ và đạo tràng chỉnh sửa dùng cho con ạ. Dạ, con xin cảm ơn và con xin dừng mất lại. Alo, 123, 123, Quỳnh Hạnh Phước. Ở đây chúng ta thấy trong sách vở lại khác, rồi có sách thì khác nữa, cho nên bài vở như thế nào thì chúng tôi đưa lên như thế đó. Nhưng mà theo cái sự phân tích về trường âm đoạn âm thì Huỳnh Hạnh Phước chỉ có sai một từ, chữ phát. Cô đọc, chúng ta đọc là phát thì đó là trường âm nhấn chứ không phải là đoạn âm. Asopatro, chữ phát đây là một trường âm nhấn chứ không phải là chữ phá hả. Phatro thì đây là một trường âm nhấn hả. Dro nhưng mà chúng ta đọc nhanh thì nó thành ra phatro. Thì ở chỗ này chỉ sai một chỗ này, còn kasamiwa đó là đúng theo văn phạm. Ở đây kasamiwa sách vở thế nào thì chúng tôi đưa lên như thế đó. Nhưng mà khi phân tích đó, thì kasamiwa đó là một từ đúng. Cho nên ở đây học thì chúng ta cứ theo sách vở đi. Nhưng mà rồi khi vào tự vựng á thì ý nghĩa của tự vựng để chúng ta biết rằng cái từ đó đúng hay là sai. Cho nên ở đây bài vở thế nào thì chúng tôi để nguyên như vậy, không có chỉnh sửa. Nhưng mà trong sách của Huỳnh Hạnh Phước là kasamiwa đó là một từ đúng, tức là do cái chữ kasang cộng với iwa và nó biến thành kasamiwa. Nhưng mà ở đây kasamiwa sách vở thế nào thì chúng ta cứ học như vậy đi. Khi mà đi vào từ vựng thì chúng ta chia chẽ để thấy rằng chữ kasamiwa là sai. Rồi bây giờ còn vị nào lên đọc nữa không? Thời gian của chúng ta còn nhiều. Huỳnh Hạnh Phước thì chỉ có sai có chữ phát trù, thì đó là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Rồi xin mời Christina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được kể lại. Dạ. Hi ri ni se to puri so konji lo kans min win jati yo nin dang a pam po te ti an so fa tro kan sa mi wa. Hi ri ni se to puri so konji lo kan min win jati yo nin dang a pam po te ti an so fa chu ka sa mi wa. Dạ thưa con đã kể lại, có sai xin ngài sửa giùm cho con. Con kính tri ân ngài ạ. Con kính tri ân đạo tràng. Sa thủ Christina. Lần này thì Christina nghe nhẹ nhàng hơn ha. Còn khi nãy nghe cái giọng hơi chắc. Từ từ.
bởi vì kệ thì sao cũng được hết, nhưng mà chúng ta đọc sao mà chính bản thân mình nghe và cảm thấy rằng quan hỷ, thì người khác nghe họ cũng quan hỷ. Bởi vì qua giọng của mỗi người, có người giọng thế này tông kia à, thì bây giờ không thể bắt buộc ai cũng phải theo mình, mà mình phải đọc như thế nào để mình nghe được, đó là điều quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tư vấn để hiểu cái ý nghĩa câu Phật ngôn 143. Câu đầu tiên: Hiri nise tho puriso, hiri nise tho puriso. Ở đây có hai từ còn lại, chữ hiri là một và nise tho là hai. Chữ hiri đây là một danh từ nữ tính, ikaranta ithilinga. Hiri tức là sự hổ thẹn, tội lỗi. Còn chữ opapa là ghê sợ, tội lỗi. Thì đây chữ hiri có nghĩa là hổ thẹn, tội lỗi. Rồi chữ nisetho do từ nisetha. Nisetha đây là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Nisetha là sự tự chế ngự, là sự tự chế ngự, nhưng nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekau vachana vipatti, cho nên nisetha biến thành nisetho. Và hai cái từ này đi chung với nhau, hiri nisetho là người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự chế ngự. Chữ hiri nisetho là người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự chế ngự. Và chữ người đó chính là puriso, purisa. À, puriso là chủ từ ha, purisa nó là khi mà chưa chia, nó cũng là một danh từ nam tính. Hiri sự hổ thẹn tội lỗi, nisetho sự tự chế ngự, đúng rồi. Thì cái câu đầu tiên là người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự chế ngự. Đó là câu đầu tiên. Câu số 2: Cô chi lô cát minh quýt cha ti, cô chi lô cát minh quýt cha ti. Chữ cô chi là do cái từ kinh chi, đây là một đại từ nam tính, và cô chi được đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cô chí có nghĩa là bất cứ người nào, bất cứ người nào. Rồi lokasmin, lokasmin do cái từ loka, loka là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Và chữ lô cá này được chia theo định sở cách số ít, sát thẩm ý vì phát tí e câu quá trình á. Cho nên chữ lô cá biến thành lô cá minh. Lô cá minh là ở thế gian, ở đời. Ở thế gian hay là ở đời, hay là trên thế gian, trên đời. Rồi chữ quýt chà ti, quýt chà ti đây là một động từ số ít, có nghĩa là biết đến, biết đến. Và câu số 2 này: Cô chí lô cát minh quýt cha ti, bất cứ
người nào ở đời biết đến. Bất cứ người nào ở đời biết đến. Rồi, câu số 3. Vô ninh đăng áp áp bù thề tí. Vô ninh đăng áp áp bù thề tí. Ghi vô là một đại từ, do cái từ giá, nhưng mà biến thành chữ vô, đứng làm chủ từ. Vô là người nào? Rồi, từ ninh đăng. Ninh đăng do cái từ ninh đa. Ninh đa là một danh từ nữ tính. À, cái lần đó ít thì linh gia. Và ninh đa được chia theo đối cách số ít đô tỷ giá quỳ phát tí e có quá trình á. Cho nên ninh đa biến thành ninh đăng. Ninh đăng là lời chê trách, chỉ trích, trách cứ. Ninh đăng lời chê, lời chỉ trích, lời trách cứ. À, rồi Ababo thề tí. Ababo thề tí, chúng ta thấy động từ này có tiếp đầu ngữ apa đi trước, có nghĩa là lìa ra khỏi. Và bô thê tí do các căn ngữ bút, có nghĩa là biết. Vậy thì ở đây cái động từ này apapo thê tí có nghĩa là quan tâm, có nghĩa quan tâm hay là tránh. Quan tâm, tránh. Vô ninh đăng người nào, à, lời chỉ. Cái câu số 3 này Ngài Hòa Thượng dịch là biết tránh né chỉ trích. Người nào biết tránh né chỉ trích. Và câu cuối cùng Aso phát rô các xà bí quá. À, nghĩa là ở trên bài học như thế nào thì để nguyên như vậy ha. Bây giờ chúng ta mới chia sẻ để thấy cái từ nào đúng, từ nào sai. Chữ Aso, Aso do từ Asa. Asa là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Và Asa được biến làm chủ từ số ít, à, Bathama Ekawachana Vipati. Cho nên Asa biến thành Aso. Aso là con ngựa. Con ngựa. Rồi, chữ Patro. Patro do từ Patra. Phát ra, đây là một tính từ nam tính ha. Và cũng đứng làm chủ từ số ít, và thâm án câu quá cho nó quỳ phát tí. Cho nên phát ra biến thành phát rô. Phát rô có nghĩa là hiền thiện, hiền hòa. Hiền thiện, hiền hòa. Rồi, đây là cái từ đáng nói, cá xà bí hoa. Cá xà bí hoa. Cái chữ cá xà, à, cộng với bí hoa. Chữ cá xà, đây là một danh từ nữ tính ha. A karan ta ithilinga. Nhưng mà chữ cá xà này được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia quỳ phát tì e câu quá trà ná. Cho nên nó biến thành cá săn. Cá săn có nghĩa là cây roi.
Nhưng mà cái chữ cá sân này nó đi chung với ý quá thì nó mất đi cái dấu quyền ở trên chữ sa, mà chúng ta đọc là cá sa mi quá. À, như hồi nãy Huynh Hạnh Phước đọc là chính xác, cá sa mi quá chứ không phải là cá sa mi quá. Bởi vì khi mà chưa chia nó là cá sa, nhưng mà chia theo đối cách thì nó là cá sân. Mà cá sân mà cộng với ý quá thì nó biến thành cá sa mi quá. Cá sa mi quá có nghĩa là ví như cây roi. À, ví như cây roi hay cây gậy á. Thì cái câu này sao? À, ví như thế nào ha? À, ví như cây roi ha, nhưng mà con ngựa mà hiền thiện, ví như nó tránh được con cây roi vậy. Như con ngựa hiền tránh con cây roi. Thì cái chữ ý quá này, cá sám ý quá là ví như cây roi, một con ngựa hiền thiện nó tránh được. À, đó là ý nghĩa của cái câu này. Cá sám ý quá chứ không phải là cá xà mí quá hả? À, do chữ cá sân này cộng với ý quá thì nó biến thành cá sám ý quá chứ không phải là cá xà. Rồi bây giờ câu Phật có 143 cho chúng ta ý nghĩa. Ví như con ngựa hiền ít quan tâm đến cây roi, người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự đến lời chê trách, tìm đâu ra ở thế gian. Ví như con ngựa hiền ít quan tâm đến cây roi, người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự chế ngự, ít quan tâm đến lời chê trách, tìm đâu ở thế gian này. À, đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 143. Ngài Hòa Thượng Gia Đức phổ thơ lục bát thế này: hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm, như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Khiêm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm, như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì lối thơ ngủ ngon, ngắn và gọn: thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích, như người hiền tránh roi. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi. Trong ý nghĩa từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào thắc mắc không? Ở đây chỉ có cái từ cuối cùng đúng, có nghĩa là cá sa mi quá chứ không phải là cá xà, nhưng mà chúng tôi để yên không có chỉnh sửa. Nhưng mà quý vị phải biết rằng chữ cá sân cộng với ý quá và nó biến thành cá sa mi quá, ví như cây roi ha. Ví như cây roi. Vậy thì trong cái bài này chúng ta thấy khó tìm ở đời, tức là trong cuộc sống của chúng ta, tìm ra một người biết hổ thẹn tội lỗi, biết tự kiểm soát lấy chính mình, rồi biết tránh né những lời chỉ trích vu khống, giống như một con ngựa hiền nó tránh được roi vọt.
của ngựa, ngựa mà tốt, ngựa mà thuần chủng á, thì nó hiểu ý của chủ. Người chủ chỉ cần cầm dây cương giật một cái là nó biết phải đi theo hướng nào, hoặc là thúc vào trong hông nó thì nó biết trách nhiệm bổn phận của nó. À, thì như vậy nó ít có ăn đòn. Còn nếu mà chúng ta mà không có chịu lắng nghe, không có linh động, không có thích nghi với cái hoàn cảnh, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì đây là một điều Đức Phật nói rằng khó tìm ở đời là người biết có thẹn tội lỗi, biết làm chủ lấy chính mình, rồi những cái lời chế trách, những lời vu khống, những cái lời chỉ trích đời này kia mình biết né. Tức là khi người ta họ chỉ trích mình thì mình đừng có nổi lên sự sân hận rồi kết quan trái người ta. Mà người đời họ nói rằng có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng mà toại lòng nhau chắc hồi đó u đầu sức tráng hết rồi. Cho nên chúng ta phải biết nhẫn nhục, phải biết tránh né, phải biết coi như làm chủ với chính mình. Thế nào là linh động? Giải thích và cho thí dụ. Thế nào là linh động? Giải thích và cho thí dụ thì Sĩ Hồng Mai bỏ đi mất tiêu rồi. Linh động ở đây tức là chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh, bén nhạy. Ví dụ như ai cũng đi đường một chiều mà mình nghĩ rằng cái nhà bên kia mình coi như là xẹt ngang qua, đi ngược lại với người ta, thì cái này không linh động. Tức là ai sao tôi vậy, luật lệ đưa ra thế nào thì mình cũng phải áp dụng, chứ không phải là nhà tôi gần đây mà bây giờ phải đi xuống một vòng xa quá, thôi thì băng qua cho nó gần. Nhưng mà băng qua cho nó gần á, linh động như vậy thì sẽ xảy ra tai nạn. Rồi mấy anh công an anh thấy rằng này đi sai luật lệ, đi không đúng con đường, thì khi đó mình nói nhà tôi đây mà làm gì bắt tôi đi về nhà tôi mà sao, tại sao mà làm khó tôi? Khó hay không do chính mình, dầu đi xa một chút nhưng mà đúng luật. Còn bây giờ mình linh động cái này là xin lỗi động tay động chân luôn. Thì như vậy linh động ở đây có nghĩa là chúng ta phải biết rằng khi nào không có công an chứ còn có công an đứng đó, hoặc là khi nào đường vắng thì chúng ta xé rào vi phạm luật, nhưng mà chúng ta coi như đỡ mất thời gian. Còn mà nếu mà thấy rằng mình cũng đâu có bận gì thì cứ theo luật lệ mà thực thi thôi. Mà theo luật lệ thực thi nhiều vậy nhưng có những trường hợp đặc biệt thì phải làm sao? Đặc biệt thì mình cũng phải đặc biệt chứ, đặc biệt thì mình phải đặc biệt nhé. Ví dụ Mạc Đĩnh Chi đi sứ qua tàu ha, ông thấy chim sẻ đậu trên cành trúc mà người ta theo giống như thiệt vậy. Thì trường hợp đặc biệt của ông như thế này. Ông tới ông bắt chim sẻ. Ông thấy đẹp quá, chim sẻ đẹp mà nó bức vẽ thì đâu có cao. Thì ông tới ông bắt chim sẻ. Thấy người ta họ cười ồ lên, thấy anh này quê, anh này nhà quê. Một sứ của một nước mà sao mà cái trình độ nó ngu đến độ một con chim sẻ mà đưa tay chụp vậy. Thì đây là trường hợp đặc biệt. Thì người ta cười ổng, ổng biết ổng cũng hố rồi, ổng đem xé luôn cả bức tranh. Thì bên triều đình Vi Tạo họ mới nói bức tranh đẹp vậy sao xé. Thì ông nói cành trúc là tượng trưng cho người quân tử, một con chim sẻ này là kẻ tiểu nhân,
kẻ tiểu nhân mà đậu trên cành trúc, tức là người quân tử mà khuất phục người nữ hay sao, à kẻ tiểu nhân hay sao, cho nên thấy chúng ta gà mắt xé. À, với trường hợp đặc biệt mà ông có một cái sự linh động, có một cái vấn đề mà nhạy bén như vậy là mấy bà Tàu kia coi như quớ luôn. Mà lễ nghĩa của Trung Quốc ngụy biện hả? Đây là chứng tỏ trường hợp đặc biệt. Ông này rất là linh động. Ông này là một cái vị mà sứ của Việt Nam, Mạc Liên Chi cũng rất nổi tiếng chứ không phải giỡn. Cái tướng ông thì rất chắc, nhỏ con, nhưng mà cái đầu óc ông ta rất là tuyệt vời. Thì bây giờ nói về sách vở, nói về cái vấn đề mà trung hiếu lễ nghĩa thì chúng ta thấy thời kỳ đó họ rất là tôn trọng, họ rất là tôn trọng tiểu nhân là tiểu nhân, quân tử là quân tử. Mà bây giờ tiểu nhân mà nó đè đầu quân tử thì đâu được. Cho nên khi mà ông nói ra như vậy, như giống như ngài Sariputta, trường hợp ngài Sariputta này chưa có nghe. Rồi bây giờ mời Sĩ Kim nói rằng giống mà thỉ như ngài Sariputta, đó là trường hợp ngày hôm qua anh kia về nghe là ngài Liễu Tông nói phải không? Rồi bây giờ nói lại có đúng không? Mời Sĩ đi, thời gian còn nhiều. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tư nữ, giáo viên Phật tử. Ngày hôm qua con không có nghe gì sư Liễu Tông, con đọc kinh xong rồi là con có chuyện, con phải không có nghe, con không biết. Nhưng mà sư nói về tướng mạo của ông Trần Tụng Nguyên, Mạc Liên Chi á, thì tướng ông nhỏ khỉ lắc chắc như con khỉ vậy. Thì ngày sau đây Phú Tá 500 kiếp làm con khỉ, thì cái tướng ngài cũng nhảy nhót giống vậy đó. Chứ con đâu nói là ông nói giống ngày sau đây Phú Tá. Nhà sư Phú Tá là một vị đại thượng thanh văn, là pháp dương, một cánh cái là trí tuệ của ngài không chỉ là so 80 với sư Đức Phật thôi. Thì con đâu dám nói chẳng Sariputta là một người ngụy biện đâu. Con chỉ nói là cái tướng ổng tính khỉ, ổng nhảy nhót, ổng đâu có đi đàng hoàng nghiêm trang như người ta đâu. Ổng thấy dụng nước ổng không có đi nhảy, không có đi vòng, nhảy cái thọc vào bên cái, thấy dụng nước nhảy thọc vào bên kia cái, đến đợi cái ông Bà La Môn muốn cúng dường cho ngài nguyên bộ y luôn, thấy ngài nhảy cái thọc thọc quá vậy, cái đằng đầu nói ôi ông cái ông mà Bà La Môn đó nghĩ ông này thánh nhân cái gì vậy đó, đi gì đâu mà không có đàng hoàng gì trơn á, nhảy mình cúng ổng hai miếng y thôi, xong chứ là ngày trời Phú Tá nhảy thêm lần nữa. Ông nói thôi tướng cha nội này một miếng thôi, cái quà tới một dũng nữa khác nữa. Cái ngày trời Phú Tá cái tâm ngày hơi chột, ngài dùng thần thông ngài quán lại cái tâm của ông Bà La Môn. Ngài thấy ông này đang nghĩ như vậy, tới chỗ dũng nước đó ngài không có đi nhảy qua, ngài đi vòng qua. Cái ông Bà La Môn nó hỏi ủa sao ngài không nhảy qua giống như trước. Ngài Sariputta nói chứ ta mà nhảy thêm một lần nữa hả thì ta mắc luôn cái y còn lại. thì ngài Sariputta không bao giờ ngụy biện, mà nói ngài đó là một vị có vị thanh văn, Phật thanh văn là vị A La Hán thanh văn, thì ngài có đủ như là chính cái hồng danh của một đức Phật, của một vị Phật, thì ngài làm gì có chuyện mà nói dắt nói lẻo qua lẻo lợi giống như Mạc Liên Chi. Ông Mạc Liên Chi ổng làm điều sai, ổng nhìn thấy sai, ổng không chịu nhận ổng sai, ổng để cho coi, ổng nói gì con chim nói với cành trúc vậy, ổng nói gì ổng xé đó, vừa mà xé đó vừa ấy, thì cái sự thông minh hiếm có của ông Trạng Nguyên Mạc Liên Chi. Thì nhưng đối với những người bên Phật giáo, ổng đã tự né tránh, ổng ngụy biện, ổng không nói thật lòng vào cái không nói sự thật ra, cái sự thật ổng cũng nhầm lẫn, ổng không chịu nhận cái đó. Thì con mới nói vậy. Sư, con có công chuyện đó sư. Trong trường hợp như đặc biệt mà con nói giống như vậy nè, có một trường hợp một
cả một bầy nai á, nó đều nhảy xuống hố giống như tự vặn, nhưng thật ra nó không có tự vặn, mà tại vì nó theo cái mà nó theo cái sự hướng dẫn của con nai đầu đàn, con nai này đàn nó đi tới chụp cái hố đó mà nó không cần, mà nó cứ phóng qua rồi nó đi chợt chân nó té xuống đó, mấy con kia cứ nhảy nhảy xuống phóng giống vậy, thì tất cả một bầy chết hết. Thì người ta mới nghiên cứu mới biết rằng tại cái con voi đầu đàn nó bị mù á, nó không thấy đường, nó đi không thấy, nó bị chết thì những kia chết. Thì trong chuyện đời có những cái rất là đặc biệt, có nhiều khi á mình không thể làm được. Hợp mấy cái xe ambulance ở bên Mỹ này, khi mà tới giờ nó thấy thì nó đi ngược chiều hết, tất cả mọi người phải đều ngừng xe hết, nó muốn chạy tới chạy lui chạy qua vẫn được, đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà trong cuộc đời, trong cái sự mà thích hợp chuyển chuyển á, nó có những cái mình phải làm sao cho nó thích hợp cho đúng, thì con ý nghĩ thì con mới đưa ý nghĩ thôi vậy. Rất là khó, mình phải biết cái nào mình cần mình làm cái đó, thì phải tránh né hay làm gì cho phù hợp. Thì cái sự phù hợp đó, trong cái tình trạng đó thì cũng ngược đi cái luật lệ mà những người thường có. Con có việc con xin trả máy lại, còn có gì sai thì các sư cho các sư các cô tư nữ và quý Phật tử cho biết, con có việc đó con phải kêu lại, con xin trả máy. Sa thủ Trích Kiền. Cũng có những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta thấy rằng trong thời kỳ của Đức Phật hoặc là bây giờ hồi nào cũng xảy ra hết, bởi vì cái sự vận hành của Pháp. Như câu chuyện ngày hôm qua Ngài Lữ Tông trình bày, tức là Ngài Sariputta, một vị thượng thủ tinh văn, một vị mà coi như ai cũng ca tụng hết, nhưng mà rồi một cái người mà coi như muốn thử coi rằng Ngài Xá Lợi Phất có phải là người là một vị thánh không, là một vị A La Hán, một vị thượng thủ tinh văn mà người ta ca ngợi, thì mới tính dâng cho một bộ tam y đến Ngài Xá Lợi Phất và thỉnh Ngài đi theo Ngài về nhà để mà coi như làm lễ trai tăng cúng dường ha. Thì bản tính của Ngài, tức là trong năm trong kiếp đã từng làm thủy, cho nên khi mà Ngài thấy cái vũng nước là Ngài nhảy qua, thì công thí chủ này á, cái ông này, cái tướng coi như lắc chắc quá, đâu phải là ông thánh, thôi thì mình bớt đi cho bộ đại y, bớt đi bộ đại y, chắc là còn y va trái và y nội thôi, mình sẽ dần y va trái và y nội. Rồi đi một đoạn nữa, đúng có gặp một vũng nước nữa, trời mưa mà, thì Ngài cũng nhảy qua luôn, Ngài nhảy qua cái vũng nước thứ hai. Rồi cái ông này, ông nói, ông này đâu phải là thánh, đi đứng không có đàng hoàng, thôi, không dâng cho y va trái nữa, tức là coi như lấy lại y va trái. Tức là tam y thì có y hai lớp nè, y thượng tức là y ba trái này. Ông ta lấy hai cái, nó ông này không xứng đáng. Rồi đi một đoạn nữa thì có vũng nước thứ ba, thì ông đi sau để coi Ngài Xá Lợi Phất có nhảy qua cái vũng nước thứ ba này không. Thì ông thấy rằng đi tới vũng nước thứ ba thì Ngài đi vòng quanh cái vũng nước đi qua chứ không có nhảy qua nữa. Thì ông ấy thắc mắc, ông hỏi tại sao hai vũng nước hồi nãy Ngài nhảy qua mà bây giờ Ngài không chịu nhảy qua vũng nước này. Thì Ngài sẽ là Phật nói, ta ngu gì ta nhảy qua thì mất luôn cái y nội sao. Thì qua câu chuyện đó, ông này ông mới biết rằng cái vị này là một cái vị thánh. Mình suy nghĩ sao không biết hết trơn, nhưng mà tiền khiên tật, cái thói quen, cho nên ông ta về nhà ông ta vẫn tôn kính Ngài chứ không phải là coi thường Ngài. Hoặc là một trường hợp đặc biệt nữa là người ta thấy cái tướng đi của Ngài Xá Lợi Phất,
thì người ta ca tụng Ngài là bậc trí tuệ, Ngài là một cái vị có nhẫn nại, tức là có một cái vị tỳ khưu mà coi như khi mà mặc y, khoác cái y, ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua mà cái y bị va chạm với vị tỳ khưu đó, thì cái vị tỳ khưu đó là liền mát Đức Phật, là ngài Xá Lợi Phất là đã đánh vị tỳ khưu đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới phân trần rằng không bao giờ ngài là có sự sân hận oan trái với ai hết, và ngài đã sám hối cái vị tỳ khưu kia mặc dầu là mình không có phạm lỗi. Thì với cái hành nhẫn nại như vậy được loan truyền ra, thì có một ông bà là muốn thử, ô tại không ai chọc giận chứ làm gì có người mà sống trong thế gian này mà không có giận hờn. Và thế là một hôm ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, thì ông ta đi phía sau thoi một cái thật mạnh vào sau lưng của ngài Xá Lợi Phất, đánh một cái thật. Ngài Xá Lợi Phất cũng không quay lại mà chậm rãi hỏi cái gì thế, không nhìn qua đối tượng tại sao nó ghét, nó giận, nó hận thế nào mà nó dám đánh mình ngay giữa đường. Và cái ông Bà La Môn đó thấy ngài rất là hiền từ, rất là khiêm tốn, ngài rất là nhẫn nại mà không có sân hận, cho nên anh ta mới đến trước, quỳ xuống trước trước Đức và xin sám hối, thỉnh ngài về nhà để bác cho anh ta. Thì đây là những cái trường hợp thật khó tìm ở đời. Như trước kia nói, đó là trường hợp đặc biệt ha. Người biết khổ than tội lỗi, người biết ghê sợ tội lỗi, biết tự chế ngự lấy chính mình, tránh né những cái lời chỉ trích vu khống, giống như một con ngựa mà nó hiểu ý của chủ, nó ít ăn roi, nó ít bị ăn đòn, thì cũng vậy thôi. Thì đại ý câu Phật ngôn này, chúng ta cũng nên tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao đây là một sự tự chế, một cái sự tránh né. Khi người ta chỉ trích, ta chửi bới mình, ta vu khống mình, nói xấu mình, thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân mà có những cái này, chúng ta mới được cái sự tu tập của chúng ta được tiến bộ hay không. Alo, xin mời Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến Phật ngôn này. Alo, Huynh Giang Nhật Hà, giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng tuyệt vời, âm thanh của Huynh phải như là đạo tràng nghe rất là rõ, có rảnh không? Mời Huynh Giang Nhật Hà. Rồi, đi đâu mất tiền rồi. Rồi, ai có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Bởi vì một câu Phật ngôn 144 mới làm sáng tỏ ý nghĩa này qua duyên sự, thì quý vị ráng chờ. Nhưng mà bây giờ thì có sao nói vậy đi, khó tìm ở đời là những người biết khổ than tội lỗi, biết nghe sợ tội lỗi, biết kiểm soát lấy chính mình. Thì đây là một cái điều mà quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta có gặp những người này hay không. Alo, xin mời bàn tay của quý vị. Còn 14 phút nữa. Mai có ý kiến, chắc chắn rằng cô tu nữ Tuệ Duyên có ý kiến. Thính sư Tuệ Đức, hay, quên. Rồi, theo sự yêu cầu của Huynh Giang Nhật Hà, thính sư Tuệ Đức. Rồi, cung thỉnh. Sao yên tu vợ, chắc bỏ mic xuống mới chịu lượm lên cầm, chứ còn cầm mic thế này nhiều khi bị kẹt ha. Rồi cũng thể
Dạ, alo alo, 1, 2, 3, 4. Con nghe đạo tràng ý, con chạy vô nãy giờ con bận. Dạ, à, không biết là đại đức tự đức có trước máy không ạ? Dạ, à, theo lời Văn Nhật Hạ thì thỉnh sư tự đức. Dạ, để chắc là tới giờ chia sẻ. Dạ thì thôi để tự nhiên có vài lời, tại vì cũng còn có mười mấy phút nữa. Thì câu Pháp Cú Kinh số 143 này, để tự nhiên đọc lại coi. Hirinise to buriso ko chilo kasmin kwichiti yo nindang abap bo te ti ap so phat ro kasamiwa. Thật khó tìm ở đời, à, người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Mâu. Thì thật là một người khó tìm ở đời, đó là người bổ thẹn, tự ngăn cấm những cái ý tưởng bất thiện của mình. Có nghĩa là cái người này biết hổ thẹn, tội lỗi những cái gì bất thiện. Cái gì mà bất thiện thì khi biết cái tâm mình nó khởi lên thì không cho sanh lên trong trong tâm của mình. Khi mà những cái chuyện gặp mà chẳng hạn như người ta nói xấu mình là như thế nào thì mình phải biết suy xét, có nghĩa là tại sao người ta nói xấu mình mà nhưng mà mình không có, thì mình phải suy xét tại sao mình phải mang cái tiếng đó. Thì mình phải tự kiềm chế, rồi từ từ mình sẽ biết được hổ thẹn, thì mình tự phải ngăn cấm những cái ý tưởng đó, và dù người ta có nói mình thì mình né đi, mình không nên nói lại, vì mình nói lại thì chắc chắn sẽ quay gây quan trái. Tại vì cái tự nhiên mà mình không có lỗi đó mà người ta bắt lỗi mình thì có thể mình kiềm chế được, sẽ bỏ đi, không nghe cũng như không nghe, và thấy thì mình cũng né để mình tránh những cái tiếng để người ta chỉ trích mình. Và người nào không dễ vui, hành sa môn pháp á, thì biết tránh lời chê trách. Vị sa môn này thì thật ra thì cái vị này biết không thể không để sanh lên đến mình. Không biết đáp tràng có nghe không, cái đường nét sao hôm nay nó cứ giật giật hoài, không hiểu nữa. Dạ, alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đạo tràng còn nghe âm thanh của Tự Nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Nhân Nhật Hạ. Dạ, cảm ơn Tina đã nghe. Dạ, bây giờ còn chỉ khoảng 20 phút nữa thôi. Hành Pháp có thể chia sẻ câu Pháp Cú Kinh số 143 này không ạ? Vì tự nhiên cũng bận việc gấp cho nên là chỉ còn có vài phút. Thì Hành Pháp có thể chia sẻ với đạo tràng để cho
thời gian còn 10 phút, trên dưới 10 phút nữa để thời gian không còn trống. Anh Pháp suy nghĩ như thế nào về câu Pháp Cú số 143 này? Hồi nãy giờ là tự nhiên cũng không nghe được cái duyên sự nó như thế nào nữa. Cho nên thì tự nhiên chỉ biết rằng thật khó tìm ở đời. Người biết thẹn tự chế. Thì người biết thẹn tự chế có nghĩa là cái người này họ biết là né tránh như thế nào đó, thì gọi là cái cảnh đó, cái cảnh đó như thế nào thì họ sẽ biết được tùy theo cái cảnh để mà mình thấy, tránh, né. Cũng giống như như ngựa hiền tránh roi, có nghĩa là giống như con ngựa, mà con ngựa ngựa trứng á thì chắc chắn roi nó không tránh đâu. Nhưng mà con ngựa hiền á, chỉ cần giá lên, chỉ cần giá roi là ngựa hiền này sẽ chạy mất. Còn đối với ngựa lì, dù có đánh đập cách mấy thì nó vẫn không tránh, mà có thể là nó lì, nó nằm một chỗ luôn. Thì ý nghĩa cái câu Pháp Cú Kinh 143 này nói lên là cái người mà biết khổ thẹn, biết tự chế, rất là khó tìm. Ý nghĩa nó là như vậy, theo tự nhiên hiểu là như vậy. Và không biết là pháp hành có thể tiếp còn vài phút nữa. Hành pháp nhé, hành pháp. Hành pháp ha, là hành pháp. Dạ, xin thường thường thì thấy hành pháp. Dạ, cảm ơn hành pháp rất nhiều. Hành pháp hay là hành pháp? Dạ, có thể là giới thiệu để tự nhiên nhớ nha. Dạ alo, dạ con chào đạo tràng. Dạ con hạnh pháp ạ. Dạ. Cảm ơn cô Tệ Duyên Giang Nhật Hòa. Dạ, cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con cũng xin chia sẻ về câu Pháp Cú 143. Mặc dù kêu lên chia sẻ cũng đang đuối lời ạ. Thì con Pháp Cú thì con cũng chưa nghe duyên sự, con chỉ bám sát vào cái câu này thì con chỉ hiểu theo cái nghĩa của cái cách của mình là thật người thật khó tìm ở đời, người biết thẹn tự chế. Người biết thẹn là biết khổ thẹn, khi đã biết khổ thẹn đã tự chế là biết có sự kiểm soát tâm, biết khổ thẹn biết những việc làm ác xấu, còn kiểm soát được tâm ý của mình nữa, thì đã khổ, đó là một khổ thẹn tự chế, đó là sự giữ giới à. Mà muốn giữ giới thì phải có trí, người có trí và người có trí mới được, có trí mới biết được sự khổ thẹn đó. Và tự chế là cái con hiểu là có thể là cái định. Yeah. Thì từ trong một câu pháp cú của Phật mà nó bao gồm yếu tố là ba từ giới định tuệ trong đó. Yeah. Khi người có biết thẹn tự chế thì đương nhiên những việc xấu người ta chỉ trích mình thì nó sẽ ít đến với mình, trừ những người gọi là cố tình để chăm chọc, là có sự ganh ghét. Còn không thì bình thường những người hiền thì ít chịu trích à. Dạ. Cũng giống như là con người đã ngoan ngoãn thì thuần phục, thì là luôn biết ý, khéo léo thì chủ ít lỗi đòn à. Dạ, vậy câu này thầy nói Phật lúc đó là thật khó tìm à. Dạ. Mà người mà đã biết tự chế được như vậy thì nghĩ là chắc đã thành
thanh văn và a la hán này ạ. Dạ, còn phàm phu như mình thì ít biết tự chế, nhiều lúc mà sân giận lên, lúc biết sân rồi á, nhưng mà lỡ rồi kiểm cái sự việc nó lỡ rồi nhấn ga đạp số rồi quên luôn số gieo, bỏ luôn thắng à. Dạ, cứ tới luôn à. Khi xong rồi thì mới chỉ nào khi hậu quả xảy ra xong rồi nhìn lại cái hậu quả mới thấy hối hận, phải chi biết vậy à. Dạ. Còn những bậc thánh thì những sự việc đó đã, họ đã ngăn chặn và kiểm soát tốt nên những điều việc đó không là xảy ra. Dạ, con xin hết ạ. À. Còn 2 phút nữa là hết giờ rồi ạ. À. Dạ, con xin thảm mít lại ạ. À. À, sa thủ cô tu nữ tuệ duyên rồi huynh hành pháp. Hôm nay huynh hành pháp nói chuyện hay ha. À, người mà có giới, có định, có tuệ thì cũng giống như con ngựa hiền ha. À, ý của huynh là ám chỉ các bậc thánh. Còn chúng ta là phàm, khi mà sân hận nổi lên thì tới luôn bất tài ha, không có cái châu số dê nữa ha. À, đúng là như vậy. Với câu Phật ngôn tiếp thì chúng ta sẽ hiểu dân sự, nhưng mà qua ý nghĩa của huynh hành pháp thì huynh cũng hiểu về Phật pháp cũng có chiều sâu. Sự chia sẻ của huynh rất là chi tiết, rất là hoan hỷ. Lần sau cứ thế mà làm nha, mạnh dạn đưa tay lên để người ta cùng học hỏi nhé. Ở đây không có ai dài hết, mà mỗi người đều có một cái pháp môn riêng, tức là trong cái sự trình bày mỗi vị có một cái bài học để cho đạo tràng học, chứ không phải nói rằng lên nói bậy nói bà rồi cười, không có đâu. Mỗi người theo cá tính của mình trong cái sự trình bày thì đạo tràng sẽ tiếp thu, rất là hoan hỷ. Lần sau mời huynh cứ mạnh dạn đưa tay nha, rồi huynh hạnh phước nữa nè. Rồi quý vị trong đạo tràng cứ mạnh dạn, đừng để thời gian trôi qua hả, bởi vì học hỏi hiểu nhớ rồi đó là những điều của pháp học, rồi chúng ta mới thực hành được. Thì mong quý vị hoan hỷ ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêng năng lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha wa che na so ti vô hô tu sa ba đa. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền người.